vâng ngày cuối tháng ngày 31 tháng 8 năm 2023 tâm muốn làm cái clip tổng thể để giới thiệu đến nhà mình một trong những cái sản phẩm hiện có tại ô tô Di Tâm thì tâm quyết định là làm clip này để up lên những cái xe giá tốt để cho anh chị bà con cô bác đến xem thực tế coi có hài lòng với một cái sản phẩm nào hay không nếu mà vừa ý thì nhắc máy gọi điện ủng hộ tâm nha chiếc xe đầu tiên tâm muốn giới thiệu đến là con morning cuối 2016 biển số thành phố Hồ Chí Minh đó 43520 màu vàng cát số sàn động cơ là 1.2 xe này thì bản thiếu nhưng mà lên được rất là nhiều đồ chơi rồi lên mâm đúc nè lên màn hình nè, lên phim cách nhiệt nè nhìn cái xe được lắm anh chị rất là được luôn và ô đô nó chạy chỉ mới đâu đó có 50.000 cây số thôi 55.000 cây số thôi xe rất là mới nha đây là xe bản thiếu nhưng mà lên đồ chơi rất là nhiều nha anh chị lên đồ chơi chẳng chẳng thua gì bản đủ ha thì bây giờ tâm bán cho anh chị là 205 triệu Hôm nay tâm muốn để cho anh chị là 200, 200 triệu nha 200 triệu Đó xe thì hết đăng kiểm rồi Nếu mà đăng kiểm thì anh chị hỗ trợ bên tâm thêm 2 triệu nữa Đăng kiểm 2 năm nha Đó xe này hết đăng kiểm tháng 9 2023 Thì còn một tháng nữa là đi đăng kiểm lại Mình thùng nước sơn rất là đẹp Và chất xe thì miễn bàn anh chị chiếc xe miễn bàn từ nội thất ngoại thất cho đến động cơ hộp số Đó mâm đúc màn hình rồi Phim cách nhiệt rồi lên full hết rồi Để cho anh chị 200 nha cuối 2016 động cơ là 4 máy 1.25 200 triệu đây là con cờ ru 2011 số sàn biển số 47 đăng kiểm còn tới tháng 4 2024 <laughs> xe được sở hữu màu trắng cái máy chạy cực kỳ nhẹ luôn nha anh chị bán cho anh chị là 185 triệu hôm nay tâm đợi cho anh chị 108 108 nha anh chị cờ ru số sàn 2011 à, chắc xe thì đẹp có tiện nghi là có màn hình nè rồi có phim cách nhiệt nè có ghế da nè ghế nỉ chứ tâm để cho anh chị là 180 nha bớt cho anh chị thêm 2 2 triệu nữa là 178 triệu 178 triệu cho con cờ ru số sàn cái máy chạy vừa ý lắm luôn máy chạy rất là vừa ý nha rồi thắt là ghế nỉ hết rồi xe ưng ý anh chị 178 triệu cờ ru 2011, động cơ là 1.6 số sàn. 178 triệu nha anh chị. Đó Chevrolet Ru 2011, 178 triệu, bao rút hồ sơ. Xe này thì chiếc nào cũng là chính chủ hết, tâm đang đứng ủy quyền hết nha anh chị. Chevrolet Cruze nè. Đó. Biển số nè, 47A 05089. Vỏ lớp thì còn mới. Đăng kiểm thì còn tới tháng 4 2024. <laughs> Bán cho anh chị là 178 triệu nha đây là con Kia Cerato, Kia Cerato này là số sàn, con mới 2019, xe thì không lỗi gì hết, ở đồ chạy thì khoảng 7 mấy tám chục ngàn, bán cho anh chị là ba hôm nay tâm giảm xuống bán quầy vốn là 400 nha anh chị, cắt giảm cho anh chị quầy bốn vốn 400, à, biển số 62 Long An, xe này thì đăng kiểm thì đăng kiểm được hai năm nha anh chị, được trang bị màn hình Android ghế da theo xe. Chất xe không lỗi, máy riêng 100%, có ga tự động người luôn coi, Xe chạy 70.000 anh chị. Bản full đó. Số sàn bản full, có ga tự động mà, <laughs> Có nhiều xe số tự động nhưng mà không có ga tự động luôn. Cái này số sàn có ga tự động. Bởi vậy nó trang bị cái xe này là full option nha anh chị. 2019, bảy 70.000. Kia rento màu trắng. Đó, bán cho anh chị là Anh chị Thao Kia bán cho anh chị là 400 hôm nay nha 400 triệu bao rút hồ sơ tam giảm mạnh để cho anh chị dễ vào việc ha. và tiếp theo đây nữa là con Mazda 3 Mazda 3 động cơ là 1.5 2016 xe thì riêng ơi là riêng và đồ chơi nhiều màu trắng xe mới lắm anh chị đang bán cho anh chị là 415 triệu hôm nay hôm nay tâm để cho anh chị là 400 triệu nha 400 triệu đó anh chị thấy tâm bán không bán hàng mà mình bán hàng mà anh chị cũng thấy rồi ha <laughs> nếu như mà mà mình không có theo dõi cái tình hình đó, mà mình không có làm làm cái thị trường tốt quá thì sản phẩm nó sẽ rất là chậm tháng vừa rồi là nửa tháng bảy hôm nay là chốt sổ của của tháng tám dương lịch À, tâm bán tháng này thì nó cũng hơi bị sụt giảm doanh số còn chỉ được có 56 xe thôi anh chị Tháng rồi tâm bán được 83 xe Tháng này được có 56 xe Thì uh, em ơi cái ông ở Thừa Thiên Huế Ông nói là ông nhận xe đó Rồi Thì em sắp xếp đi Coi coi sao nha Anh đang làm clip rồi anh chị coi ha. Cái đây là cái xe Mazda 3 2016, động cơ là 1.5 bản full, có ga tự động, có lẫy số, có cửa nóc, có các kiểu luôn và tâm bán cho anh chị là 400 triệu, anh chị thấy không? Đó, tâm rất là thiện chí trong cái việc kinh doanh mua bán. Còn em này là con Kia Cerento 2020. Tâm đang nói con Mazda này thì nói tiếp đi ha. Mazda trắng nè. Là em ấy chạy được 70.000, 70.000 anh chị, 70.000 cây số. Mazda 3 2016 bản full 70 000 cây số bán cho anh chị là 400 triệu xe nguyên riêng không lỗi máy móc động cơ hộp số keo chỉ là nguyên riêng 100 phần trăm 400 triệu em này là em Kia Serento 2020 20 000 cây số màu đen biển số 68 gầm bệ là bao mới xe này tâm coi kỹ lắm mà tâm mới mua bởi vì khi mà bà con mua cái xe 6869 là chắc chắn một điều là sẽ đặt một cái câu hỏi là sợ nó bị xét bị này bị kia nhưng mà tâm bảo đảm với anh chị là gầm bệ sáng trưng bảy màu máy móc cũng vậy gầm bệ cũng vậy Tâm lựa chọn cái đầu vào rất là kỹ Nước sơn riêng hầu như là nguyên xe luôn 90 mấy phần trăm nước sơn riêng Nội thất <laughs> Cửa gió trần nỉ Nói chung là các cái luôn nha anh chị Vỏ lớp mới tinh Đó Có ga tự động Có các kiểu luôn ha Rồi xe này là chạy 20 ngàn cây số 100% là nguyên riêng Không một lỗi nhỏ Đang bán cho anh chị là 495 triệu hôm nay tâm để cho anh chị là 475 triệu đó giảm hai chục giảm hai chục cho Kia mươi 475 triệu xe này tâm bán gì là tâm lỗ 5 triệu nha anh chị nhưng mà anh chị thấy phù hợp thì mua không phù hợp thì thôi nha còn cái chuyện mà tâm nói thì anh chị tin không tin là nó không có ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà người khác đó anh chị thấy hợp lý ờ tâm nó bán giá này mua anh tâm nó bán giá này không mua vậy thôi đó, nó rất là rõ ràng và thực tế ờ, còn cái chuyện tâm nói nếu mà sai thì tâm có tội thôi chứ không có bị ảnh hưởng gì tới kinh tế của của một người nào khác hết. Xe này bên tâm bán cho anh chị là 475. Với ngày hôm nay tâm bán cho anh chị là 475, 2020, 20.000 cây số. Kia Cerento động cơ là 1.6, số tự động nha. 20.000 cây số, 475 triệu bao rút hồ sơ. Đó, xe này thì đăng kiểm còn tới tháng 8 2024, mới tin, Hầu như là xe mới tin anh chị. <laughs> Những cái xe mà cỡ này là họ kỹ lắm, họ họ trầm mền, họ làm kỹ lắm rất là kỹ rồi 475 triệu em này là em Hyundai Accent Hyundai Accent 2019 chín à, cuối 2019 có cửa gió sau bản thiếu nhưng mà được lên đồ chơi rất là nhiều ví dụ như lên màn hình Android nè cam hành trình trước sau nè lên mâm đúc nè còn nguyên thủy nguyên bản của nó là có gặp gương auto rồi có tích hợp xi nhan rồi có ghế ghế nỉ riêng theo xe màn hình Android đó máy thì rin 100 phần trăm và ô đô chạy 70 mấy 80 ngàn đăng kiểm thì còn tới tháng 7 2025 tâm đang bán cho anh chị là 340 340 anh chị 340 mà nếu giảm nữa thì chắc hết ăn 340 giảm cho anh chị 2 triệu 338 triệu lên màn hình Android luôn lên màn hình Android bữa tâm giới thiệu là không có màn hình nè mới lên cái màn hình nè cái đầu đĩa riêng nè còn theo xe nè mới lên màn hình hết 5 triệu mấy mà bữa hãm bán 340 giờ giảm thêm 2 triệu nữa là chạy như giảm 8 triệu nha anh chị và bán cho anh chị là 338 <laughs> Hyundai Accent có cửa gió sau 2019 nè 5 chỗ ngồi máy xăng động cơ là 1.4 tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ ô chạy đâu đó khoảng 60.000 đăng kiểm còn tới tháng 7 tháng 6 tháng 7 2025 nước sơn riêng bên ngoài thì còn 90 phần trăm trở lên và 100 phần trăm là không lỗi không lỗi lầm nha tâm bán cho anh chị là 338 triệu nếu mà bán hết dàn xe này mà giảm kiểu này là phải vài trăm triệu nha anh chị Một con giảm 10, 20, 30, 5, 7, 8 Thì giảm phải mấy trăm triệu Tại vì 6, 70 xe mà Nói chung là Mình phải nắm bắt Cái kinh tế là thị trường Để mình xây cái đồng vốn cho nó gọn Đừng có để cho ai phải phiền Và nói nặng nói nhẹ mình hết Kinh doanh là nó như vậy anh chị Thị trường lên thì mình làm lên Thị trường xuống thì mình làm xuống Xe này là Kia Soloto 2019 30.000 cây số Sơn rin thì còn rất rất là nhiều và 100% là không lỗi. Một đời chủ mua mới, số tự động, động cơ là 1.4. Xe thì chạy chỉ có 30.000 thôi, đăng kiểm mới nha anh chị. Đăng kiểm mới. Bi số 93 Bình Phước 18403. Xe nữ đi, một chủ mua mới 30.000 cây số. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12 2023. Tức là còn 3 4 tháng nữa. Giỏ lớp rin theo xe còn khá là ok và nước sơn rin còn rất là nhiều. Nội ngoại thất là đẹp hết. Đang chạy đang chạy 34.000 cây số nha, năm vỏ theo xe, riêng hết anh chị. Xe không lỗi nha. Nói chung là xe đẹp đó. Nội thất, ghế da rồi bảo dưỡng đầy đủ, có đầy đủ hết các tính năng nha anh chị, trần nỉ nguyên rin, ghế da đẹp. Rồi chất xe là không lỗi lầm. Đang bán cho anh chị là 350, hôm nay tâm giảm cho anh chị là còn 340. Giảm liền 10 triệu nha anh chị, giảm liền 10 triệu còn 340. Mà nếu anh chị thấy cái video này mà đã giảm rồi thì anh chị mong mong anh chị là đừng có bớt nữa nha. Đó, hết sức là thông cảm đừng có bớt nữa đó, tâm rất là thiện chí để bán hàng và tiếp theo đây là con Avel anh chị Avel đời 2010 10, 15 động cơ là 1.5 máy xăng số tự động ha cái này tâm đang bán cái này tâm đang bán cho anh chị là 215 triệu nha 215 triệu đăng kiểm còn tới tháng 5 2024 hôm nay tâm để cho anh chị là 205 triệu 205 nha anh chị Avel 2015 bỉ số 71 Bến Tre và góc thành phố Hồ Chí Minh để cho anh chị là 205 triệu bao rút hồ sơ nha anh chị xe này thì bao rút hồ sơ sản xuất 2015 động cơ là 1.5 máy xăng số tự động xe này được trang bị đồ chơi nhiều đó qua mới rồi qua lăng 4 cháu nha trần nỉ nguyên riêng ghế da nguyên rin chất xe thì khỏi phải bàn ha. miễn chơi nha anh chị 205 triệu Đây anh chị coi nha 205 Máy riêng nha Máy bao riêng luôn Và tiếp đây nữa là con Accent 2018 số tự động 2018 số tự động Bỉ Sài Gòn một chủ mua mới Xe này được sở hữu là màu vàng đồng nha anh chị Vỏ lớp thì còn mới Đăng kiểm thì cũng còn khá là dài Nội thất thì Ghế da hết rồi Sạch sẽ lắm Màn hình cam ve Euro 70 ngàn Trần nỉ Nguyên riêng bọc ni lông Xe 2018 ô đô 70 000 xe không lỗi anh chị máy riêng 100 phần trăm nha à, Hyundai Accent 2018 động cơ là 1.4 hộp số tự động đó đèn full led trước led sau hết biển số thành phố Hồ Chí Minh một chủ mua mới từ đầu màu vàng màu vàng đồng đang bán cho anh chị là 368 hôm nay để cho anh chị là 360 nha 2018 euro được 70.000 360 triệu số tự động anh chị thấy cái mức bán hàng của tâm và cái mức độ nhiệt tình như thế nào rồi ha và tiếp theo đây nữa là con atit atit 1.8g 2015 2015 đăng kiểm còn tới tháng 1 2024 đó, đăng kiểm bây giờ dễ lắm mình bỏ qua cái vụ đăng kiểm đi cũng được nha hai triệu bạc là đăng kiểm 2 năm <laughs> mà nếu mà mua đủ phí đường bộ thì khoảng 3 triệu mấy nên đăng kiểm giờ đi một tiếng đồng hồ là về thôi đăng kiểm giờ trống trống lơ trống lóc rồi mình dẹp qua cái vụ đăng kiểm đi cần thiết tâm bao luôn cho cũng được xe này thì biển số là uh, Dũng Tào, uh, Toyota Corolla 1.8G màu màu nâu socola nha anh chị. xe này thì ở đô chạy được 80.000 ngàn, máy rin một trăm phần trăm cũng như là keo chỉ, đó tất cả là dùng một từ thôi là xe rin, rin chuẩn. tâm bán, uh, nói chung là bây giờ nói về để anh chị thông cảm nha, để 440 được thì anh chị chốt dùm, còn không được thì không sao hết, bởi vì tâm mới đầu tư vô khiêm hết mấy triệu nữa đầu tư mấy triệu nữa mà giá thị trường bây giờ bán lỗ nhiều quá nên mình cứ bán bốn trăm tư đi còn mà anh chị chưa vừa ý thì cứ để y đó để y tiền đó và để xe đây chứ bớt nữa thì lỗ quá ha ghế nè sạch đẹp nha máy riêng nha đăng kiểm thì còn tới 2024 vỏ lớp ok nói chung là xe chuẩn mới đầu tư là hết 5-6 triệu nữa giờ xe đẹp lắm rồi anh chị 440 bao rút hồ sơ Toyota Corolla Atis 1.8G đời 2015 đó xe này thì đăng kiểm một năm tới năm 2036 nha anh chị bán cho anh chị là 440 khó quá thì xin phép bỏ qua nha <laughs> tiếp theo đây nữa là con Accent 2021 số sàn bản đủ đang bán là 428 xuống 418 giờ xuống 408 để cho anh chị 400 400 nha 2021 form mới rồi mặt ca lăng là mã cờ rơm rồi năm vỏ theo xe đồ chơi trang bị rất là nhiều và euro chạy đâu đó khoảng hai chục hai mấy ngàn màu vàng đồng bán cho anh chị là 400 49 a 42453 quá độc 49 rồi 53 nữa bởi vậy nên nó nằm đây lâu nhưng mà anh chị yên tâm đi bây giờ cho dù mình có mua về lâm đồng đà lạt đi chăng nữa biển số này cũng bỏ nên không có lo về vấn đề này ha biển số bỏ không có lo rồi em này là accent 2021 Uh, đang bán cho anh chị là 400 uh, đang bán là 405 hôm nay tâm giảm xuống còn 400. Xe chạy có 20 26.000 cây anh chị, năm vỏ theo xe. Nó mới dữ lắm. Nó đầy đủ tiện nghi. Màn hình đồ hết rồi. Trần nỉ Nói chung là xe chuẩn anh chị ạ, chuẩn đẹp. Quá đẹp là nó là khác. Có hai mấy ngàn cây rồi. sơn riêng muốn hết xe, không lỗi lầm. Cửa gió sau 400 triệu nha anh chị, 400 triệu. Đã giảm nhiều rồi, à, giảm hai mươi mấy triệu rồi nha. Thì bán không được thì cứ giảm giảm riết thì nào bán được thôi. Có khi là giảm tới tới lỗ luôn á. có nhiều chiếc là giảm lỗ mấy chục luôn. Nhưng mà con này chưa lỗ anh chị, nhưng mà giá này thôi rẻ nữa là không có xe. Tâm thấy những cái đại lý khác, những cái cơ sở khác người ta vẫn bán 43 nha anh chị. 43, 42 hai mấy á, tâm bán là 400. Total Wego Total Wego này thì sản xuất năm 2019. 20.000 cây số số sàn nhập khẩu Indo biển số 66 đồng Tháp xe này thì sơn riêng nguyên xe luôn thậm chí là về tâm chưa tốt gì luôn thấy nó đẹp quá khỏi tốt khỏi đánh bóng luôn rất là đẹp anh chị đây màn hình chưa có còn lại là ghế nỉ nè táp lô tắp bi nè nước sơn nè, máy móc nè. nói chung là xe mới lắm bán cho anh chị là 270 nha bớt cho anh chị triệu lộc còn 269 6869 gì cũng được nha bán bao rút hồ sơ đó, thật ra mấy cái xe lướt lướt này thì bán cho nó đã cái nư thôi chứ còn lời lớn thì không có nhiều đâu đang chạy là hai 000 cây số và xe rất là riêng rất rất là riêng nhanh chị nhìn cái xe là có cảm giác vừa ý ngay liền đăng kiểm còn tới tháng 3 2025 sơn riêng thì tâm đánh giá là trên 95 phần trăm nha Toyota Wigo nhập khẩu 268 triệu đó bao rút hồ sơ <laughs> em này là em lịch sử lâu đời nhất luôn nay chắc cũng phải từ 3 tháng rồi. 3 tháng rồi chưa đi 2 tháng mấy 3 tháng rồi. bán cho anh chị nè Honda Accent bản đặc biệt 2021 có đề nổ từ xa đề nổ từ xa đề nổ start top và bấm nổ từ xa luôn nha có cửa sổ trời có lẫy số không xin lỗi có ga tự động có cửa sổ trời có cân bằng điện tử có lịch sử bảo dưỡng hãng hai mấy ngàn cây năm vỏ theo xe bánh dự phòng chưa xài trần nỉ nguyên Rin và rất là mới anh chị xe mới lắm cam kết cho anh chị là bao chép test mọi hình thức đang bán cho anh chị là 465 xong rồi xuống 455 xong rồi xuống 445 giờ là xuống 440 là chạm đáy rồi anh chị 440 đó đơn vị khác người ta vẫn bán là 4849 nha nhưng mà ta bán được hay không thì kệ tâm bán 44 thì chưa xong thì tâm bán 44 anh chị thấy phù hợp thì chốt đơn 2021 ở đô 20 mấy ngàn bản của nóc là bản cao nhất rồi nha anh chị của nóc của nóc và có ga tự động là bản cao nhất đang bán 460 nè thấy chưa giờ tâm để cho anh chị là 440 anh chị thấy phù hợp thì chốt đơn ủng hộ tâm nha mặt ca lăng mới form mới form mới mặt ca lăng mà mạ cờ rơm là có đầy nổ từ xa nha xe này cách đây vài tháng là phải bán 53 54 không anh chị Hôm nay bán vậy là giảm trăm triệu rồi nên bà con mà có mua xe cũ mà có lỗ chút đỉnh thì cũng đừng có than nha bởi vì xe giảm gần trăm triệu xe mới xe mới có nhiều đại lý giảm trăm trăm hơn không đây là chiếc Kia Cerato, Kia Cerato bản 2.0, bản cao cấp nhất đó. nó có ghế điện nè, nhớ ghế hai vị trí, này. có cửa nóc, này. nó có nhiều tính năng lắm luôn. Đây anh chị coi, tâm bán cho anh chị là 430, hôm nay giảm cho anh chị là 425, nói chung là giảm hết, xe nào cũng giảm hết, 425 nha, 2017, Odo là 60.000, 6 mấy ngàn, xe chuẩn, RIN lắm. Chất xe thì miễn bàn nha anh chị Sơn riêng thì tâm đánh giá là còn khoảng 90% Đèn full LED trước LED sau biển số Sài Gòn 51G35535 Xe này được sở hữu là màu đỏ đô 2017 Vỏ lớp còn dày cui Chất xe thì khỏi khỏi bàn Máy rất là mới Mọi công năng chức dụng là tuyệt vời Đang bán cho anh chị là 430 Hôm nay tâm để cho anh chị là 425 nha Đăng kiểm còn tới tháng 5 2024 Xe mới lắm anh chị ạ rất là mới Kia Sorento 425 em này là em Kia morning 2015 số tự động bản đủ y Odo chạy được uh, 65.000 cây sơn riêng thì còn rất là nhiều và xe không lỗi máy móc động cơ hộp số xe đẹp lắm anh chị ạ đẹp lắm rất là đẹp nha anh chị À tâm bán cho anh chị là Bán cho anh chị là 273 triệu, hôm nay tâm giảm xuống còn 265. 2015, đô 60.000 cây số. 265 triệu, biển số Bình Dương, Piaggio Monin bản đủ SI 24441. Anh chị nhớ cái biển số nha, à, tâm biết xe đó xe nào mà bao nhiêu tiền luôn. 265 bản đủ SI. Số tự động 265 triệu. Em này à, uh, Hyundai Elantra 2.0 2.0 đặc biệt 2021 đăng ký 22 ô đô 9.500 cây xe thì quá chuẩn rồi à. anh chị mua thì hôm nay tâm để cho anh chị là 540 nha đang bán 550 540 triệu 2021 đăng ký 22 9.500 cây biển số Bình Dương bản full nha đèn 4 bi cửa sổ trời Nói chung là rất là nhiều option cho con Hyundai Elantra luôn nha. Nó mới tin anh chị. Cái máy cực kỳ lướt luôn, nhẹ. 54 anh chị. Em này là em Morning Morning số sàn 2016 bán cho anh chị là 235 triệu. Được lên đầu chơi, màn hình Android và đăng kiểm 2 năm mới đăng kiểm 2 năm xe máy riêng 100 trăm nha biển số 83 Bình Phước 235 triệu 83 sóc trăng 235 triệu nha anh chị xe thì nguyên riêng không lỗi lầm và chất xe thì miễn bàn bản đủ hết đi 235 triệu Kia Monin 235 Hyundai Elantra 2021 21 22 22, 22 các 2022 5 000 cây số 2022 anh chị 2022 5 000 cây số Hyundai Elantra 475 đăng kiểm còn tới tháng 10 2024 để cho anh chị là 470 470 465, 465. giảm 10 triệu còn 465 Hyundai Elantra 2022 số sàn 5.000 cây số anh chị 5.000 cây nó có khác gì xe mới đâu 475 giảm 10 còn 465 465 nha 465 nha anh chị Hyundai Elantra 2022 Số sàn động cơ là 1.6 Chạy được 5.000 km Như là một cái xe lướt vậy đó bán cho anh chị là 465 triệu đã giảm rồi nha đây là con Kia Monin Kia Monin động cơ là 1.1 4 máy bản đủ số tự động à, số Bình Dương góc Sài Gòn 4 vỏ mới đăng kiểm còn dài mình thùng nước sơn thì rất là đẹp máy riêng nha anh chị đang bán cho anh chị là 200 200 mấy 205 hôm nay để cho anh chị 200 nha 200 xe này thì anh chị lên chị thấy chịu liền xe ưng ý 200 triệu cho con Kia Morning đời 2012 góc thành phố màu đỏ xe đẹp đó anh chị ạ à. nếu mà góc thành phố thì anh chị biết rồi đó xe nào mua về thành phố mà góc thành phố thì mình sang tên á nó không có tốn 20 triệu mà chỉ tốn tiền thuế trước bạ thôi xe này bản đủ nha qua lăng bốn cháu máy lạnh auto để cho anh chị là 200 triệu cho con Kia Morning đời 2012 bản đủ số tự động 200 triệu Kia Monin bản đủ SI 2018 Euro chạy ít nó khoảng 40 000 xe riêng lắm anh chị xe này miễn bàn khỏi chơi một chủ từ đầu nội thất này. sạch sẽ tinh tôm trần nỉ nguyên riêng bán cho anh chị con xe này Mâm mới rồi nha 2018 là nó qua năm mới rồi anh chị bán cho anh chị xe này với mức giá là yêu thương 248 triệu cho con Kia Morning bản đủ 2018 Odo ít để tâm coi Odo này nhiêu 2018 36 000 cây vỏ lớp còn riêng hết chất xe thì không thể chê vào đâu được đồ chơi thì được lên một cái cam cặp lời và đăng kiểm thì còn tới tháng 3 năm 2024 xe này thì bản SI y là bản đủ số sàn số sàn bản đủ nó có gặp gương nha anh chị 36.000 cây số tâm bán cho anh chị là 248 triệu cho con Kia Morning bản đủ SI y 2018 248 triệu nha anh chị bản đủ SI nha anh chị lưu ý nha 2018 tiếp theo đây nữa là con Vios bản e số sàn đời 2018 màu cát vàng Euro chạy được 70.000 cây số xe một chủ mua mới từ đầu đã thay cái cabo trước mới còn xương đầu xương gì là không vô gì hết 2018 80.000 cây số màu vàng cát đó đăng kiểm còn tới tháng 10 2023 nội thất đẹp ngoại thất đẹp chất xe máy móc nguyên riêng 100 phần số 60 đồng nay 47131 60A 47131 Xe này thì vỏ lớp mới đăng kiểm còn tới tháng 10 2023 là còn khoảng một tháng mấy nữa đi đăng kiểm lại 2 năm. Nội thất thì mới tinh. Chất xe thì bao mới nha. Rất là mới anh chị. Đang bán cho anh chị là 360 triệu. Hôm nay tâm đỡ cho anh chị là 350 triệu nha. Cho con Vios đời 2018. Đó. Số tự động nha anh chị. Động cơ là 1.5 số tự động. 350 triệu. Anh chị có nhã ý thật sự thì nhắc máy gọi cho tâm nha xe đẹp một chủ từ đầu ô đô chạy chưa tới trăm ngàn chất xe thì quá tuyệt vời ngoại trừ thay cabo là không có bị gì hết nếu xe này không thay capo thì đâu đó khoảng 37 38 mới có xe nha anh chị thay cabo tầm bán cho anh chị là 350 v 2009 209 bản nghe bản đủ nha anh chị bản đủ thì là động cơ là 1.5 số sàn nó có 4 thắng đĩa đang bán là 205 hôm nay tâm đỡ cho anh chị là 200 triệu 200 triệu nha anh chị đây nội thất được lên màn hình Android rồi bữa chưa có màn hình và nè màn hình Android rồi ghế ghế đẹp vỏ lớp ok máy im ru máy riêng nha anh chị máy riêng keo chỉ riêng xe này không lỗi lầm ha qua lăng củ số rất đẹp trần nỉ nguyên riêng luôn bán cho anh chị nè với mức giá cực kỳ là yêu thương và ưu đãi luôn 200 triệu màn hình Android rồi cam ve rồi có đầy đủ nha có cam hành trình con mắt đầy đầy đều đủ hết luôn rồi tao để cho anh chị là 200 triệu nha 200 triệu bao rút hồ sơ vị số thành phố Hồ Chí Minh đó 147333 xe này được sở hữu là màu bạc bán cho anh chị là 200 triệu 2009 đó, Vios bản e số sàn bản đủ nha bản đủ không lỗi lầm 200 triệu bao rút hồ sơ và tiếp theo đây nữa là Mitsubishi Estiga Estiga nhập khẩu 2018 cũng được lên full option trình và đồ chơi luôn <laughs> nước sơn riêng còn nhiều chất xe ưng ý nội thất thì ghế da bọc lại và ghế nỉ ở trong vẫn còn nguyên được lên màn hình Android lên màn hình Android anh chị bán cho anh chị là 245 triệu xe mới về ô đô chạy được bảy mấy tám chục ngàn màn hình Android đầy đủ túi khí an toàn thắng ABS nội thất đẹp, chất xe ưng ý, bán 245 triệu bao rút hồ sơ. Xe này thì tất cả xe thì bất cứ chiếc nào tâm cũng đều đứng ủy quyền hết, nên giấy tờ pháp lý là anh chị đừng có suy nghĩ và khỏi lo nha. Tâm sẽ bao cho anh chị nếu như anh chị không có thời gian đi đến cơ quan công an để đóng thuế và đăng ký thì tâm lãnh luôn cái đó cũng được. Nó phát sinh thêm khoảng đâu đó hai ba triệu. Cái này thì bên tâm bán cho anh chị với mức giá là 245 triệu. Cái đèn này là nó bị vô nước nha nó bị vô nước tí nữa tâm sẽ vệ sinh vệ sinh hút nước cái là mới à. bị xịt nước ngược á nó bị vô nước nó bị mù sương mù nhưng mà máy móc nguyên rin động cơ hộp số nguyên rin đi êm lắm nè ví dụ cái đèn bên đây nè nó mới tin anh chị theo đèn bên kia là rửa bị vô nước xịt xịt ngược nó vô nước bán cho anh chị là 245 triệu Kia Rondo 2018 động cơ là 2.0 máy xăng tiết kiệm nhiên liệu đâu đó khoảng 7 8 lít cho 100 km đi được 7 người nha 5 cộng 2 là 7 người xe này thì đăng kiểm mới nội thất ngoại thất đẹp lắm và được lên màn hình lên màn hình Android màn hình Android ghế da theo xe mà nó còn mới lắm anh chị ghế da theo xe còn rất là mới nè ghế da theo xe mà mới vậy anh chị coi coi cái xe này có đẹp không nha. trần 5D màu kem nó qua lăng tích hợp và có ga tự động glue control đó đầy đủ đầy đủ eco rồi ha nói chung là cái xe chuẩn lắm anh chị một chủ mua mới từ đầu biển số bình dương màu trắng ô đô chạy bảy mấy tám chục ngàn năm vỏ còn mới đăng kiểm còn dài nội thất thì ghế da theo xe rất là mới luôn tâm bán bốn nha anh chị 420 triệu bữa tâm bán 43 44 nhưng mà nay để cho anh chị là bốn trăm mua nhanh bán nhanh anh chị có xe tâm có tiền để trang trải xây sở nhập hàng mới về lợi ích nhưng mà nhờ số lượng nhiều và mình xây sở đồng vốn bởi vậy tâm mới được cái lượng xe bán nhiều vậy và khách hàng nhiều vậy đó Nhưng mà cứ kiềm giá cứng thì khó bán lắm anh chị ạ và tiếp theo đây nữa là con Vios đời 2009 xe này thì vừa xe thôi chứ không có xuất sắc tâm bán cho anh chị là 178 triệu 209 bản đủ nha 178 xe này nỉ riêng bên trong còn nguyên và hôm nay tâm để cho anh chị là 173 triệu bớt 5 triệu còn 173 <laughs> đăng kiểm mới nha đăng kiểm mới một năm xe này thì mua về chỉ việc xài thôi tâm mới thay buri đó giờ thay bình nhớt đăng kiểm mới nữa là anh chị lên là chỉ việc chạy thôi không cần phải làm gì hết máy im ru không đổ hơi không đổ khói keo chỉ nói chung là xe ok đó gọn gàng sạch sẽ liên lạc giấy tờ pháp lý rõ ràng bán cho anh chị 173 triệu cho con Vios đời 2009 bản đủ 4 thắng đĩa và thắng ABS 4 bánh và động cơ là 1.5 là bản đủ nha anh chị Tâm bán cho anh chị 173 triệu hôm nay Đó mới làm những cái lặt vặt linh tinh thêm, thêm vài triệu nếu mà không có tính nha Ví dụ như mới đăng kiểm mới nè Rồi mới thay buri nè pin nè Nhớt nè Rồi này nọ nọ kia hết luôn cũng bộn á Bán cho anh chị 173 triệu Hồi nãy Tâm đang nói lỡ dở cái Kia Rondo này là đăng kiểm còn tới tháng 4 2024 Và tiếp tục nữa là con Xe này mới lắm nha anh chị Kia Rondo này mới lắm mới thật sự mới lắm tiếp theo đây nữa nha em này là em CT uh, RS 2021 Odo 30.000 sơn riêng là 98 phần trăm không một lỗi nhỏ bao cho anh chị là xe rất đẹp 20 uh, em này em này là 20 uh, đây đăng kiểm mới nè đăng kiểm mới tháng 8 2025 Uh, bán cho anh chị là 505 triệu hôm nay tâm đỡ cho anh chị là 500 triệu nha City RS 2021 Odo 30.000 cây số còn bảo dưỡng hạn tới năm 2024 bao chết test cho anh chị nha bản RS là bản cao cấp nhất chạy chỉ mới có 30.000 cây số thôi mỹ số 72A Vũng Tàu nha City RS thì nó gồm có đèn led nha anh chị led trước và led sau có lẫy lẫy chuyển số thể thao có ga tự động và lưu control và có thắng ABS nha đây anh chị coi ha. Có lại chỉ số thể thao. Thì cái bảng mà bảng L với bảng G đó là nó không có lẫy chỉ số và nó không có đèn led nha. <laughs> chỉ có bảng RS nó mới có lẫy chỉ số và nó mới có đèn led nha anh chị. Xe này thì tâm bao cho anh chị là chạy 30.000 chuẩn. À, bảng RS 2021, sơn riêng là 98%, xe nói chung là xe rất là chuẩn. Thường những xe lướt này thì bên Tâm sẽ bao chết test cho anh chị mình chứ không phải mà bán rồi nói bằng miệng là không có nha có văn bản cam kết đàng hoàng anh chị đem vô hãng chép hợp lý phù hợp thì chốt không hợp lý không phù hợp thì khỏi chốt tâm lấy xe về vui vẻ cả hai bên không sao hết xe này tâm bán anh chị 500 biển số 72 Dũng Tàu rất là mới tính chất lượng xe thì còn trên 95 phần <laughs> trăm em này là em Mitsubishi s 2018 số sàn nha anh chị động cơ là 1.2 màu trắng ngọc trai Em này thì Euro uh, chạy được bảy mấy 80.000, nguyên riêng không lỗi, được trang bị full đồ chơi. Ví dụ như là màn hình Android nè, cam hành trình trước sau nè. Và Euro chạy đâu đó khoảng 80.000. Em này thì uh, anh chị mua về là chỉ việc xài thôi, đăng kiểm còn tới 2024, không cần phải đầu tư một ngàn nào luôn. Nội thất mới tinh, đẹp ken, Bán cho anh chị với một cái mức giá yêu thương 245 triệu, có tại ô tô di Tâm. Mitsubishi Xpander 2000 uh, 2018 đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2024 xe thì nguyên riêng không lỗi anh chị bên nay tâm còn rất là nhiều xe chưa có em này là em Kia Karen bản S 2016 động cơ là 2.0 máy xăng bản full anh chị 7 chỗ ngồi 5 cộng 2 tâm bán 340 và cái điều quan trọng nhất ở đây là xe nó chạy chỉ có 40.000 cây số thôi anh chị lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ 40.000 cây số chị bảo dưỡng đều luôn vậy mới ghê chứ mới lắm bà được trang bị đồ chơi nhiều cửa sổ trời ghế điện đầy đủ đầy đủ hết 340 anh chị góc thành phố ai mua xe này mà nếu ở thành phố thì không có tốn tiền biển nha nhìn đồ đạc của nó thì đúng là cái xe chất nó có khác lên chạy cái máy ghiền luôn anh chị ơi Kia Karen bản S 340 triệu đời 2016 chạy 40.000 cây số 40.000 thì nó dữ dằn lắm anh chị cái máy mới bảy màu luôn đó, Kia Karen mà bản S nha Bộ. 340 i10 anh chị i10 đời 2019 <laughs> số sàn bản đủ động cơ là 1.25 xe này sơn riêng còn nhiều chất xe đẹp máy riêng đó xe này một chủ từ đầu bốn vỏ mới đăng kiểm dài

biển số Đồng Nai xe mới tin anh chị ơi ô chạy 60 ngàn 6 mấy ngàn và đăng kiểm thì còn tới tháng 5 2025 đó tháng 5 2025 nha CT CT 2019 động cơ là 1.5 máy xăng số tự động một đời chủ mua mới 65.000 cây vỏ lớp còn mới bản cao nha anh chị đăng kiểm còn tới 2025 tức là còn 2 năm nữa xe này mới đăng kiểm anh chị 2018 <laughs> nội thất màn hình màn hình này nó có cảnh báo điểm mù rồi cảnh báo lịch làng nó cảnh báo tùm lum hết anh chị xe này được full option đồ chơi rồi qua lăng củ số thì cực kỳ đẹp anh chị 60.000 cây số một chủ từ đầu xe đẹp ba trăm tám mươi lăm triệu hôm nay cảm thấy sáng giờ chưa có giao dịch được để cho anh chị con xe này ba trăm tám luôn nha bán ba chín giảm năm giờ giảm năm nữa ba trăm tám triệu nha anh chị Nhắn ơi nó nó tắt rồi để ngồi nữa có cái hàng nãy đổi xe nó điện giết nãy giờ <laughs> city anh chị city 2019 65 nè 032 6168702 gọi nó đi tờ ơi mày điện nó cái nói tâm đang quay anh có nhu cầu gì nè gọi luôn đi 032 6168 702 nãy nó vô nó đổi cái uh, cái uh, Avel nó lấy cái CT đó mà hỏi coi hỏi đi hỏi đi coi nhu cầu nó sao CT anh chị CT 20 uh, CT 2019 số tự động uh, 380 anh chị nó mới về cái Vios nữa nè Vios số sàn 2018 động cơ là 1.5 màu vàng cát một chủ tự động xe này thì ưng ý quá ưng ý á à. bán đang bán cho anh chị là ba trăm ba mươi triệu hôm nay để cho anh chị là ba trăm ba ba trăm ba nha anh chị ờ tâm bán cho anh chị dễ mua nhất luôn tại thị trường việt nam này luôn xe bên tâm thì xe lựa xe lựa hết chiếc nào tâm cũng lựa hết xuất sắc ở đô là chạy được bao nhiêu cây số rồi sáu chục 2018 hai số sàn bản đủ 338 triệu hôm nay tâm đợi cho anh chị là 330 triệu nha cho con Vios đời 2018 330 triệu 18 nha anh chị bản đủ 4 tháng đĩa ABS Innova anh chị Innova đời 2019 màu đồng ánh kim 2019 màu đồng ánh kim biển Sài Gòn góc Sài Gòn Innova bản bản nghe số sàn Innova thì có một bản thôi nha anh chị bạn nghe số sàn màu đồng ánh kim ô chạy chưa tới trăm ngàn tám chín chục ngàn gì đó màu đồng ánh kim xe không lỗi đó, à, vỏ lớp mới đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2024 nghìn ừ, vỏ lớp mới nha đó xe này có gặp gương luôn gặp gương tự động lóc cửa cái là gương tự gặp tự xếp và có gặp gương luôn thêm một bộ phận gặp gương nữa đèn đuốc thì rin và chuẩn lắm anh chị xe ô chạy được tám chín chục ngàn gì đó màu đồng ánh kim xe nguyên riêng không lỗi một chủ từ đầu gốc thành phố bán cho anh chị là 495 hôm nay tâm giảm 10 còn 485 nha 485 nha anh chị cho con Innova đời 2019 18 chứ xin lỗi nhiều quá nó cũng lòng thọng anh chị thông cảm nha 2018 màu đồng ánh kim số sàn đó chạy được 90.000 cây số gốc thành phố không lỗi máy riêng máy đẹp lắm tâm bán cho anh chị là 485 485 nha. Xe này thì anh chị về không tốn tiền. Vỏ mới đang kiểm dài. Nội thất đẹp. 485 nha anh chị. Cho con Innova 2018. 18 thì có cân bằng điện tử nha, có túi khí an toàn, có thắng ABS. Đó, 8 chỗ ngồi. Mức tiêu hao nhiên liệu thì anh chị cũng biết rồi. Dòng dòng xe của Innova thì nó hợp lý lắm. Và tiếp theo đây nữa là con Vios đời 2016, bản G. Động cơ là 1.5 số tự động g là bản cao nhất nha anh chị một chủ mua mới từ đầu số bình dương đang bán cho anh chị là 355 hôm nay tâm để cho anh chị là 350 2016 đó euro chạy bao nhiêu rồi euro chạy 80.000 cây số bản đủ chắc xe thì ưng ý à. nhìn cái xe ưng ý lắm rồi tâm bán cho anh chị là 350 350 2016 80 000 số Toyota Vios số tự động bản G 350 triệu anh chị em có nhu cầu mua thì nhắc máy gọi cho tâm nha 350 2016 động cơ là 1.5 số tự động bản G xe thì không lỗi lầm nha và em này là em Kia Rondo Kia Rondo thì 2000 cuối 2017 một chủ từ đầu 40.000 cây số cực kỳ cọp nha chị mâm mới nè mâm đa chấu 10 cây đăng kiểm mới 2 năm mình thùng thân vỏ này. quá đẹp mới nha anh chị xe này mới chuẩn đẹp 388 triệu anh chị 388 triệu đời 2000 cuối 2017 đăng kiểm còn tới tháng 7 2025 tức là xe này mới vừa đăng kiểm xong đó bốn vỏ bốn vỏ mới tinh ô đô 40.000 nội thất như mới và riêng theo xe không phải nội thất như mới mà làm lại như mới nha mà nội thất riêng theo xe như mới 40.000 cây số không lỗi máy bảy màu lên xe chạy cái máy chịu liên anh chị đẹp chuẩn rất là chuẩn xe ưng ý quá ngấy anh, anh chị Trần nỉ nguyên riêng một chủ từ đầu biển số 93 Bình Phước 40.000 cây số cho con Kia Rondo đời 2000 cuối 2017 nó mới có form mới nha bước qua 2018 luôn mới có phong này tâm bán cho anh chị là 388 triệu hôm nay tâm đỡ cho anh chị là 380 triệu đó anh chị thấy tâm bán rất là thiện chí